Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của DigiOne. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một dòng sản phẩm camera 360 độ chống trộm thông minh đến từ thương hiệu EasyVid, có mã là TI1. Thì hãy cùng theo dõi video này để xem sản phẩm camera này có gì đặc biệt nhé. Camera EasyVid TI1 là một dòng camera trong nhà, cho nên được thiết kế khá là nhỏ gọn, phù hợp lắp đặt ở mọi vị trí trong nhà. Thì sẽ có hai phiên bản ống kính khác nhau để cho các bạn lựa chọn. Đầu tiên đó là phiên bản ống kính có độ phân giải là 2 megapixel, cho ra hình ảnh và video ở chất lượng là Full HD. Một phiên bản là có độ phân giải 4 megapixel, cho phép quan sát với chất lượng hình ảnh lên tới là 2K, có độ sắc nét cao và chi tiết hơn. Thì trên TI1 sẽ có hai đèn hồng ngoại hỗ trợ cho việc quan sát vào ban đêm với chế độ là đen trắng và tầm nhìn xa lên tới là 10m. Camera sẽ có một mic ghi âm cho phép thu lại các cái âm thanh xung quanh trong lúc đang ghi hình. Ngoài ra thì bạn cũng có thể sử dụng mic ghi âm này cùng với loa được trang bị trên camera để có thể đàm thoại hai chiều cùng với người thân như là đang nói chuyện điện thoại thông qua cái ứng dụng EasyVid. Thì cũng trên ứng dụng EasyVid bạn cũng có thể điều chỉnh được ống kính của camera từ xa với cái góc xoay ngang là 340 độ và xoay dọc là 55 độ, cho phép quan sát được toàn cảnh trong ngôi nhà. Bên cạnh việc cho ra chất lượng hình ảnh sắc nét và góc nhìn toàn diện thì EasyVid TI1 còn giúp bạn chống trộm một cách thông minh và hiệu quả nhờ các cái tính năng an ninh được tích hợp trên camera như là gửi thông báo về điện thoại khi mà phát hiện ra có chuyển động bất thường, đồng thời kích hoạt loa ở chế độ cảnh báo hay là tự động xoay ống kính để theo dõi hành vi của đối tượng. Bạn cũng có thể sử dụng mic ghi âm để nói lời cảnh báo trực tiếp phát ra loa để đe dọa đến những cái vị khách không mời mà đến này. EasyVid TI1 thì sẽ có kết nối không dây bằng Wi-Fi. Bên cạnh đó thì sẽ có thêm một cổng kết nối mạng bằng dây LAN. Về khả năng lưu trữ thì camera có thể lưu trữ dữ liệu ở trên thẻ nhớ, hỗ trợ thẻ lên tới là 256GB, hoặc là có thể lưu trữ ở trên đám mây, tính phí của EasyVid. Bạn có thể lựa chọn những cách lưu trữ phù hợp để có thể xem lại được cái lịch sử ghi hình của camera. Thì với chuyển nén là H.264 giúp giảm dung lượng lưu trữ cũng như là băng thông sử dụng khi mà xem camera từ xa. Để mua được sản phẩm camera này chính hãng và được hỗ trợ lắp đặt tại nhà thì các bạn có thể mua hàng trực tiếp tại các cửa hàng của DigiOne. Đặt hàng qua website digiOne.vn hoặc là liên hệ tổng đài mua hàng miễn phí 1800 0047. Và đó là toàn bộ thông tin mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn về sản phẩm camera EasyVid TI1 này. Nếu như có thắc mắc nào thì các bạn có thể để lại ở dưới phần bình luận của video. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.